Trời trong Đấng Christ đến với chính bạn. Chúng ta phải biết rằng tâm trí bình thường của con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Ý chí của con người lúc này sẽ là như vậy, nhưng sẽ khác nếu hoàn cảnh thay đổi. Bạn sẽ chẳng bao giờ còn biết điều gì tiềm ẩn phía sau những động cơ của bạn, nếu như Đức Thánh Linh chưa đâm thấu vào hồn linh cốt tủy của bạn, và chỉ cho bạn thấy những điều gì còn giấu kín trong lòng. Chúng ta không thể tự sanh ra bất cứ điều gì mà có thể khiến Đức Chúa Trời chấp nhận. Tất cả những điều đó có thể đến cùng Đức Chúa Trời là duy nhất ở trong Đấng Christ mà thôi, chứ không phải ở trong bạn hay ở trong tôi. Giữa Đấng Christ và chúng ta thì luôn có sự khác biệt. Mặc dầu Đấng Christ ở trong chúng ta, nhưng chỉ Ngài và chính Ngài là đối tượng làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng và thỏa mãn. Một bài học nền tảng mà bạn và tôi phải học trong cuộc sống này dưới sự dạy dỗ, mặc khải, kỷ luật của Thánh Linh, đó là Đấng Christ luôn là ưu tiên hơn chúng ta.